mới cắm được một bình nữa đây, mình cắm ở dưới thấp rồi từ 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 cao lên nè. Đó, cắm tiếp cho các bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ cắm bình hoa này để tối mình cúng giao thừa nha. Đó, cúng giao thừa để mình cắm đơn giản thôi. Mình đo này, đó, đo bằng hai cái bình này là được nha các bạn. Đó, mình cắt ngay khúc này. Bình hoa rất là đơn giản, đúng phong thủy vừa đẹp. Bàn cuốt bất lá, cuốt bất lá tại vì ở dưới này là nước nó cuốn lá. Nên phía dưới này mình phải bỏ sạch lá đi. À, cái này nó tiếp xúc với nước này, để nước nó thối. Đó. Giờ bình này mình cho nước sạch vào đây rồi nè. Đó, cái bình này là mình cắm để dành tối mình đón giao thừa. À, các bạn thấy đẹp không? Đó, mình cắm bằng nhau vậy đó. Cái này ra. Cẩn thận nó hư hoa. Con này mình mua bỏ 10.000 đó các bạn. Bỏ nhỏ này là 10.000 cũng giao thừa. Mà tươi lắm đó, nó nhỏ nhưng mà nó tươi, hoa nó tươi. Mình mua ngày 29, ngày 30 là bắt đầu mình cúng, mình làm ra để mình đặt bàn thờ. 29 mình đi mua hoa, mình ngâm trong nước, tới ngày nay mình cắm. Sáng giờ cắm mà quên quay, bây giờ mới nhớ lại mới quay nè. Cái bình này là mình cắm để tối mình đón giao thừa nè. Đó, mình sẽ cắm như vậy. Đó, bạn thấy 10.000 xuất sắc chưa? Bây giờ mình sẽ cắm bình hoa bàn thờ nha các bạn. Mấy cái bông mà nó mọc nhỏ nhỏ xung quanh này là mình cắt bỏ luôn. Đó, mình cắt bỏ hết. Tại vì đến ngày đó nó sẽ héo trước mấy cái bông mà được đùm trong lưới nè. Nên mình cắt bỏ hết nha. Lấy băng keo mình quấn cái bình nha cho nó đẹp. Đó, mình có 10 bông thì mình quấn 10 lỗ để mình bỏ vào đây, cây nó không có bị đổ các bạn. Bạn mua cuộn băng keo nè, tiền làm về cây nó không có bị đổ, nó cố định. Giờ mình chỉ việc bỏ hoa vào thôi. Đây, cái này mình cắm trên bàn thờ của mình á. Đo. Đo.
nha các bạn. Đó gấp đôi các bên này. Đây mình cắt. Đó, cây đầu tiên là mình cắm. Cây thứ hai mình cho hai cây, bước thứ hai mình cho hai cây thấp hơn cây thứ nhất một chút xíu. Mình đo với bình là được. Mình cắt. Đó, cắm xong mình cho các bạn coi, tại vì mình không có ai quay cũ. Vừa làm vừa quay. Ba cây nha các bạn, dễ lắm. Các bạn cho thấp hơn hai cây này xíu. Thấp hơn một chút xíu bên đây nữa. Xong rồi các bạn nè, đó mình xoay lại cho các bạn coi nha. Giờ mình lột cái lưới ra nè. Đó, cái lưới. Thôi. Mình có chia sẻ cái clip mà cắm hoa đúng phong thủy ở đợt trước rồi. Giờ mình không có chia sẻ nữa. Giờ mình chỉ chia sẻ cách cắm thôi. Cắm hoa đẹp rồi còn phải đúng phong thủy nữa nha các bạn. Các bạn thấy mình không? Đó xong rồi đó, mà mình muốn nhiều nhiều á, mình cho thêm bó nhỏ nhỏ nữa cho nó nhiều cho nó đẹp, mình gói 20 cây luôn, cắm 20 cây luôn. Thank you.
Mẹ con đang để hoa lên bàn thờ cho ông nội. Bạn mình quay, bạn thấy đẹp không? Quay từ xa nè. Từ đó mình quay lại cái bình hoa. Đừng có phải coi. Đó. Đó. Cảm giống mình vậy đó, đơn giản mà đẹp. Bếp đây đó, bếp đây xí hồi lau bếp này, cũng tắt nên hương nó rớt xuống chưa có lau này. Đây là bàn thờ ngoài trời đó, ngoài trời mình cúng xoài với chuối. Xịt cây đu đủ của mình này, bùi á, mình đem ra đây mình xịt để xíu rồi đem vô chân đó, thấy đã không các bạn? Đu đủ dạ. Mình quay ở phòng khách cho các bạn coi mình cắm hoa, bạn thấy hai con sóc này mình đẹp không? Sóc thiệt á, người ta tặng á, sóc thiệt mà người ta phơi khô ta tặng cho mình á, sóc thiệt á. Hết hồn, đốt pháo hết hồn. Đó, tối này, cái ngày đẹp tối cúng giao thừa này. Đó, ăn đìa nè, ăn đìa nè, ăn hoa nè. Đó. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một nút đăng ký nha, để mình có thêm niềm vui chia sẻ những điều vui cho các bạn nghe nha. Xoa bụng ống lên cái đi. Toàn bộ là mình cắm đó, đơn giản mà đẹp. Đó, mình mê cái chỗ này, chỗ yêu thích của mình đó. Bình hoa đã có 10.000 các bạn này, đó 10.000 nha. Bình hoa này 20, mình cắm 20 cây luôn. Trên bàn thờ trên lầu mình cũng cắm 20 cây, mà trên đó là một bó bự 25 với một bó nhỏ 10.000. Ngoài bếp, ngoài am giao thừa gì là mình mua bó 10.000. Vậy thôi. Còn hoa sống đời này là người ta tặng mình cắm. Bạn chồng mình tặng, ta cắt ngoài vườn. Các bạn thấy cây này hay không? Không cần nước gì hết á. Không cần đất gì hết, mình cắm vô đây vậy nè. 2 ngày rồi vẫn tươi xanh. Này là được cho, được tặng.